nấu cơm cả nhà. Mình chào cả nhà. Hôm nay nấu cơm cho tụi nhỏ ăn. Từ bữa tới giờ cứ từ đi mổ chăm Tâm tới giờ chưa nấu gì cho tụi nhỏ ăn lắm. Bữa nay nấu bồ dưỡng cho cả nhà. Hôm nay nấu cơm mà nấu canh hạt. Chút nữa là chắc nước được rồi, chắc nước rồi. Cơm cho anh Tâm ăn. Canh hầm chứ vẫn thích ăn nước cơm hơn. À, một củ ở tay thôi. Còn cái kia để trưa á. Hồi gọt đi cái đầu để trưa. Đó giờ con đâu có nghe dù chim cũng giờ thôi. Tay chỉ được cũng giờ thôi. Sao vụ gì? Hết đường rồi. Hết đường rồi hả? Đường rồi. Sao uống? Sao uống được con? Mua đường. Sao uống được? Ơi. Mua ườn mới được hả? Nói gì mà hơi kêu ba đi vô chậm. Nói như cũng tới nhà rồi. Tới nhà rồi hả? Tới nhà rồi. Trời ơi nói gì ba không hiểu gì luôn. Thì nãy có chị Lan tới thăm cả nhà có mua cho Tâm cục thịt. Thì bữa nay Thúy Hằng sẽ mua mấy cái củ rau củ dền này. Thì cà rốt, khoai tây với mẹ Hải đó mua với mẹ Hải cũng mua cục thịt qua thăm Tâm nữa. Thì hôm nay Thúy Hằng sẽ hầm cho Tâm ăn nha. Bữa nay sẽ tẩm bổ cho cả nhà luôn. Vụ gì con nói gì nè, hết gì hết đường gì hết đường nói đi, đặng anh ba đi mua nè cho con nè. Hết đường uống được. Cái gì mà màu xanh vậy? Sâm dứa hả? Sâm dứa. Con có để đường không? Đâu không phải để đường, không để đường bởi vì hàng chi pha nó lật lạc phải ơi. Để đường uống mới được. Nói chuyện nghe thấy cần. Qua mẹ của Hải nè, cho anh Tâm thịt nè. Thịt xương, xương non, con quá trời nè. Rồi chị Lan. Chị Lan ở xóm này nè, ở xóm ngoài này nè. Rồi chị Lan vợ của anh Thuận hôm qua nhà ăn chơi á. Thì cũng mua cho anh Tâm cũng xương non luôn. Cũng xương luôn. Bây giờ thì hầm ít còn ít hầm muối chiên cho cả nhà ăn nhiều lắm như đây. Giờ hầm đi rửa đằng hầm làm như thế này cũng giờ nha bổ mắm. Nêm cái này ít muối ít đường ít ngọt nha. Chút bỏ cho nó mềm mềm mới để củ cải vào vô. Ủa thịt mềm mới cho cái này vô không mẹ? Ừ mềm mới để vô không gần mềm á. Ủa muối đâu? Trời ơi quên lấy muối. Muối nha. Cho ít sốt nướng vô. Rồi mình đem đi chiên. Hay không? Thấy mẹ con quá hay luôn. Cho ít sốt nướng vô mà đem đi chiên. Cái này nướng ngon lắm đó. Cái này nếu mà mình nướng là mình cho gì thêm phải không? Sữa tươi. Miếng sữa tươi nữa. Rồi mình đến mình không có cho được
mình chiên mình không có cho sữa vô. Xóm này gì chứ ai cũng thương anh Tâm á, mới ra đây ở thôi chứ anh ta thương. Hai bà lội sình lên để nhìn cái tụ nghiệp ghê. Rồi dọn cơm ăn. Nhìn ngon không? Tụi mày đi ăn cơm nha, ăn cơm ơi. Na canh hầm, muối chiên. Ngon không Bình? Tặng luôn. Đường này đem muối xả chiên là ngon sảy, ngon nhất nách luôn á. Từ bữa đi bệnh viện tới giờ là mới có bữa nay là ngồi ăn cơm chung nè cả nhà ơi. Nữa đi hả? Gì nữa đi? Ớt gì ngon mà mình chiên nó không có bị khô. Nó y như thịt nướng vậy ha. Canh vô, hấp canh vô. Nhà thì hồi nãy có chắc một tô nước cơm mà lo dưới chiên thịt. Trên này bé Nguyên á nó quậy banh chành rồi. Canh củ dền với nước cơm nó nguyên trộn. Nãy múc củ dền cho anh á. Rồi tay anh lên rồi đó ngon. Ăn thịt là vô mắm này. Để tay cầm luôn đi con.
chỗ gãy giờ tôi đi chỗ hết đi. Gãy giờ tôi hết đi, tôi hết. Trời muối vậy nhìn ngon. Dưới khứa khứa vậy nè. Cắn nó dưỡng. Cảm ơn cả nhà ăn cơm. Con lấy chén rồi ăn đi. Đi Phương Anh. Anh làm sao nó sức. Rồi. 1 3. Rồi, ngã. Được, được, được. Dạ. Ngã gãy đó. Anh dỗng nằm đi. Anh dỗng nằm đưa. Ê, đau. Con thêm đi bằng, con thêm ăn con. Dạ. Ngon con thêm ăn. Ba. Ta là cốc đại ca. Rồi bạn. Lên đây nằm ba nè. Quên. Ba ngồi rồi lên chảnh nằm ba rồi. Rồi lên trên kia nằm. Con này uống thịt gì ngon thiệt. Mới thịt gì ngon. Hả? Rất đường. Thôi đợi đợi chút. Muối. Ngọt. Cái nhà cái nước sốt nước ướp nó lớn cha kẹo nước xả nó nhỏ rồi bạn. Bởi vì hôm kia nó không cha kẹo luôn tâm bệnh không nó lo cho tụi nhỏ bữa nay về bắt đầu lo về cái có khách anh chị về chơi anh chị cứ gàn dành riêng cho gia đình được bữa nay dành riêng cho gia đình tối rồi lên thứ ba rồi lên ba tổng bộ chịu mà xuống nằm đi nằm đi kê ba nằm kê ba chạy mỏi đi. Đi bằng ngon tên đi con ai ơi thịt này sao mày ăn lắm chừng vậy hầm bự luôn nè đợi mẹ mày đặt người ăn biết đứa nhà này ăn củ dền.
lên đâu này kia. Đường hầm mềm ghê mà mới ăn trường trời thật nhất. Nói ăn sao đồng đạo thấy được kia. Con hốc miếng canh nha bà. Miếng canh đi con. Quá trời nó gò mày. Ăn chán. Cô tí nó cũng hầm nhờ, nó đem vô cho người ta ăn. Giờ chào cả nhà, trong bàn mà cạp tiếp, cái đợi nó cạp lâu quá cả nhà. Dành chào cả nhà. Chào cả nhà.